Những năm gần đây, huyện Đắk Đoa đã hình thành liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp xuất khẩu cà phê. Để đáp ứng chất lượng của sản phẩm nên người dân, đặc biệt là người đồng bào Ba Na tại huyện Đắk Đoa đang dần thay đổi cách thức sản xuất theo hướng hữu cơ, đạt chuẩn chứng nhận toàn cầu, phục vụ người tiêu dùng. Cách sản xuất này không những bảo vệ sức khỏe của người tham gia sản xuất trực tiếp mà còn thân thiện với môi trường. Hồi xưa là mình hái thì mình thấy cái nào chín một hai cây mình hái tuốt luôn, có nghĩa là hái hết vườn luôn. Mà bây giờ mình hái hai chia làm từng hai ba giai đoạn. Cái thứ nhất cái lần đầu mình hái được hai bói thì hái những quả chín. Cái thứ hai là mình hái được như là hái cũng được 50. Cái thứ ba mình hái ba lần mà chia là ba lần, cái thứ ba mình tuốt hết. Chính nhờ thay đổi tư duy canh tác cây cà phê từ truyền thống sang sản xuất cà phê theo hướng 4C, gia đình ông Uê không chỉ bán được cà phê tươi với giá cao mà còn tiết kiệm được nhiều khoản chi phí như tiền phân, thuốc men, công làm cỏ, xịt cỏ. Đặc biệt, có thể tận dụng tối đa những phụ phẩm như bơ, đậu nành, chuối, ủ để làm phân bón cho cây trồng. Với phương pháp này, giá cà phê sẽ được tăng thêm từ 2 đến 4 giá so với thị trường. Đồng thời, người dân cũng không phải lo đầu ra vì được bao tiêu. Từ những thành công của gia đình ông Uê và các hộ dân làm nông nghiệp hữu cơ mà đến nay toàn xã Gra, huyện Đắk Đoa đã thu hút 150 hộ dân vào quá trình sản xuất này. Khi tham gia thay đổi và làm theo cái quy trình canh tác mới, sản xuất mới thì cái chi phí giảm ngay trong năm đầu tiên. Tại vì chúng tôi có cái giải pháp để giảm được cái phân bón hóa học. Đó, mà vẫn đảm bảo cho cái vườn cây đạt năng suất. Và cái năng suất đó duy trì sang tới tận năm sau. Hiện nay đã có khoảng trên 150 hộ là tham gia vào cái quy trình vườn, là ứng dụng chế phẩm vi sinh vào trong cái chăm sóc vườn cây cà phê. Và hiện tại hợp tác xã đồng hành cùng tất cả những vườn tham gia vào để hướng dẫn cho bà con áp dụng đúng quy trình mà đem lại hiệu quả cao nhất. Cái cây cà phê là cái nguồn thu nhập chính mà. Nên là những năm gần đây thì người dân cũng đã mạnh dạn là thay đổi các cái giống mới vào để tái canh và chăm sóc cái cà phê là duy trì được cái năng suất hàng năm là bền vững. Người dân sản xuất theo cái hướng này thì cho thấy là về cái chi phí đầu tư là nó cũng giảm và cái công lao động bỏ ra nó cũng ít đi và cái năng suất thu lại thì nó cao hơn so với trước đây canh tác theo cái phong tục, theo cái tập quán cũ. Từ những thành công ở vườn cà phê hữu cơ cho năng suất từ 3 đến 5 tấn nhân trên 1 hectare, bà con người thiểu số đã bắt đầu biết nói không với phân hóa học và chuyển đổi sang thực hành nông nghiệp hữu cơ, thân thiện với môi trường. Đây là tín hiệu rất đáng mừng cho ngành nông nghiệp huyện Đắk Đoa nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung.